Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một bài học nữa trong chuyên mục về IELTS Writing. Và trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta cùng đi phân tích một cái đề bài rất mới ra trong tháng 7 năm 2017 vừa nay. Và với những cái bài thi IELTS Writing gần đây thì các đề bài họ đã cho rất là khó và chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị rõ ràng thì các em mới có thể phân tích và làm đúng cái đề được. Vậy chúng ta hãy cùng xem đề bài ngày hôm nay là gì. In some parts of the world, it is increasingly popular to research the history of one's own family. Why do people want to do this? And is this a positive or a negative development? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích đề bài ngày hôm nay. Một số bạn khi gặp cái đề bài như thế này sẽ không biết là mình phải bắt đầu từ đâu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhớ cho thầy có 3 cái keyword chính ở bất cứ đề bài task 2 nào chúng ta cần phải làm. Number 1 đó là gì? Đó là general topic, chủ đề chung cho cái đề bài. Và trong đề bài mẫu của chúng ta ở đây thì chủ đề chung là gì? Các bạn hãy cùng suy nghĩ xem. Rồi, ở đây chính là từ khóa research the history. Nghĩa là gì? Chúng ta có từ thứ nhất research, đó là nghiên cứu. Và thứ hai là từ history, là về lịch sử. Vậy đây là nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử của một thứ nào đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ phân tích sang cái keyword thứ hai. Chúng ta sẽ gọi là controlling idea. Đó là một cái ý bao quát và nó sẽ giới hạn lại cái đề bài chúng ta viết đến đâu thôi. Ở đây trong bài này sẽ là từ khóa one's own family. Nghĩa là gì? Family đấy tất nhiên là gia đình. Vậy chúng ta chỉ giới hạn việc tìm hiểu về lịch sử trong gia đình của người viết cái bài này mà thôi. Đó là keyword thứ hai ở đây. Và thứ ba chúng ta sẽ có từ gì? Number 3, mình sẽ nhìn vào cái question word, những cái từ để hỏi. Thứ nhất, ở đây chúng ta sẽ có câu hỏi why, tại sao? Nghĩa là tại sao mọi người lại làm cái công việc như trên? Rồi, từ để hỏi thứ hai chúng ta sẽ có is a positive or a negative development? Nghĩa là cái xu hướng phát triển của cái hoạt động này nó là mang tính chất positive đầu tiên, đấy là mang tính chất tích cực, hay thứ hai đó là negative, nghĩa là tiêu cực. Chúng ta đã vừa thực hiện xong công đoạn analyze a question, mình đã phân tích xong cái đề bài này. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng sang công đoạn tiếp theo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào đoạn văn đầu tiên cho bài mẫu ngày hôm nay. Đó là đoạn introduction, hay mình còn gọi là phần mở bài. Chúng ta hãy cùng đọc với thầy nhé. Câu văn đầu tiên là gì? The study of family history or genealogy has gained enormous popularity, particularly after the coming of the internet. Trong câu đầu tiên chúng ta sẽ thấy họ đang giới thiệu lại về cái chủ đề cho cái bài viết task 2. Và chúng ta thấy có những cái từ khóa rất quan trọng ở đây giúp chúng ta ăn điểm. Đó là gì? Mình sẽ có từ The study of family history. Đó chính là paraphrase của việc research the history of one's own family. Hay có một từ khóa còn lại chúng ta thấy đó là từ genealogy. Đây là một cái môn nghiên cứu về phả hệ của một gia đình. Đây là những từ khóa rất academic, rất học thuật để giúp chúng ta ăn điểm hơn cho phần lexical resource trong bài viết IELTS Writing của chúng ta. Tiếp tục trong cái câu văn này chúng ta có những cái từ khóa khác cũng rất hay, đó là gì? We have gained enormous popularity, nghĩa là cái việc tìm hiểu về lịch sử của gia đình nó đã có một cái sự phổ biến ngày càng lớn trong xã hội. Và cuối cùng chúng ta có after the coming of the internet, người viết đã đưa ra một cái lý do chung cho cái sự phổ biến của hoạt động này, đó là sự xuất hiện của mạng internet đã giúp cho công việc tìm kiếm nó dễ dàng hơn. Đó là câu văn đầu tiên chúng ta đang giới thiệu lại về cái general topic cho đề bài ngày hôm nay. Rồi tiếp tục với câu văn số 2 chúng ta sẽ có gì? People are indulging themselves into this study for various reasons, which I shall highlight in the following paragraphs. Trong câu văn này các em thấy người viết họ đã đưa ra chủ ngữ are, nghĩa là người viết đang muốn trả lời câu hỏi đầu tiên, câu hỏi tại sao mà mọi người lại làm hoạt động này. Và ở đây người viết mới chỉ nói một cách chung chung, đó là gì? Do various reasons, có rất nhiều lý do khác nhau cho cái hoạt động này. Và câu cuối cùng, I believe that this trend has both positive and negatives. Câu văn thứ 3 trong đoạn mở bài đã trả lời cho câu hỏi thứ 2, đó là cái hoạt động này nó mang tính chất tốt hay là xấu. Và theo người viết trong bài mẫu ở đây thì hoạt động này nó có cả điểm tốt và cả điểm xấu.
Vậy chúng ta hãy nhớ lại cho thầy, trong phần mở bài introduction chúng ta có hai nhiệm vụ lớn. Thứ nhất đó là paraphrase, hoặc là giới thiệu lại cái chủ đề, cái topic của bài viết. Và thứ hai chúng ta trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà đề bài đưa ra. Alright, vậy chúng ta hãy cùng sang đoạn văn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đoạn văn thân bài đầu tiên. Hãy cùng xem với thầy nhé. Câu thứ nhất này: The most popular reason for tracing the roots of one's family history is that it can be highly fascinating. Câu văn này chúng ta thường gặp trong một cái đoạn văn của phần thân bài, và cái câu này mình sẽ gọi là câu topic sentence. Đây là câu văn chủ đề, nó sẽ giới thiệu cho người đọc biết cả cái đoạn văn này sẽ nói về vấn đề gì. Để chúng ta nhìn vào cái keyword của cái câu văn này, đó là chữ the most popular reason, cái lý do mà nó phổ biến nhất ở đây. Vậy tất nhiên là đoạn văn này sẽ nói về những cái lý do để mọi người tìm hiểu về lịch sử của gia đình mình. Và người viết ở đây đã dùng một số cách paraphrase khác để nói về cái keyword, đó là the roots of one's family history, cái gốc rễ của lịch sử gia đình. Và có một cái tính từ để chúng ta miêu tả về hoạt động này, đó là chữ highly fascinating. Và có một từ có thể đồng nghĩa với chữ fascinating mà các em thấy đây đơn giản hơn, đó chính là chữ interesting, nghĩa là cái hoạt động này cực kỳ là thú vị. Chúng ta hãy cùng nhìn sang câu văn thứ hai. It is considered by most to be the fastest growing pastime in the US, with surveys claiming that it has surpassed stamp collecting or gardening in popularity. Với câu văn thứ hai, chúng ta thấy rằng người viết đang muốn giải thích kỹ hơn cái lý do ở đây nó được thể hiện như thế nào. Để chúng ta cùng nhìn vào những cái keyword chính. Đây được coi là một hoạt động, hay chúng ta còn gọi với một cái tên khác là pastime, là những cái thú vui đơn giản. Và chúng ta thấy người ta dùng với tính từ là the fastest growing pastime, nghĩa đây là một cái hoạt động đang phát triển cực kỳ nhanh ở quốc gia nào đây nhỉ? In the US, ở Hoa Kỳ. Và đằng sau dấu phẩy chúng ta sẽ thấy đấy là một cái phần example, phần ví dụ để giải thích thêm cho cái lý do được đưa ra ở đây, với những surveys là những cái bản khảo sát mà họ đã khẳng định là gì. Cái công việc research family history has surpassed stamp collecting, nghĩa là nó đã vượt qua cả sự nổi tiếng của cái hoạt động. Stamp là cái gì nhỉ? Chính là những con tem, là công việc thu thập tem. Và thứ hai là gardening, là công việc làm vườn. Đó là cái lý do đầu tiên ở đây mà người ta đưa ra, nghĩa là hoạt động này ngày càng trở nên phổ biến với mọi người dân. Và một lý do thứ hai chúng ta cùng nhìn vào câu văn tiếp theo. Another reason is a potential to trace living relatives. Đây, lý do thứ hai ở đây chính là việc trace. Động từ này là một động từ chúng ta thường không sử dụng nhiều cho lắm, và nó có nghĩa là đi tìm hiểu hay lần theo một cái gì đó. Và ở đây chúng ta đang lần theo living relatives. Cái từ relative các bạn học chưa nhỉ? Rồi đúng không? Đó nghĩa là những cái người quen, những người họ hàng thân thiết của chúng ta. Và ở đây cái chữ quan trọng hơn là những từ living, nghĩa là những người này còn sống. Vậy là người biết đang đặt ra một trường hợp một số người không liên lạc được với những cái người thân của mình, và muốn dựa trên việc tìm hiểu về lịch sử gia đình để tìm lại được những cái người này. Để chúng ta cùng nhìn vào câu văn cuối cùng để thấy rõ hơn người ta đã giải thích cái ý này ra sao. This then opens up the possibility of finding out about and regaining contact with long lost cousins or relatives. Nghĩa là những cái người anh em họ hàng mà chúng ta đã long lost, nghĩa là chúng ta đã mất dấu của họ từ lâu, thì mình có thể qua hoạt động này tìm và regaining contact, nghĩa là liên lạc trở lại với họ. Vậy chúng ta sẽ cùng thấy cho thầy với cái đoạn văn thân bài đây, khi giải thích cho câu hỏi why, nghĩa là tại sao, thì người viết đã đưa ra hai lý do cực kỳ rõ ràng. Và chúng ta cũng nên giải thích một cái bài văn của mình cho những cái câu hỏi vì sao đưa ra các những cái reason một cách rõ ràng như vậy, kèm với cả những cái giải thích. Đó là cho đoạn văn thân bài đầu tiên. Sau khi phân tích đoạn văn thân bài đầu tiên, chúng ta hãy cùng bước sang đoạn văn thân bài tiếp theo. Và ở đoạn này chúng ta sẽ đi và trả lời câu hỏi thứ hai của đề bài. Is it a positive or a negative development? Và như chúng ta đã phân tích ở đoạn introduction, người viết đang muốn đưa ra cả mặt tốt và cả mặt xấu của hoạt động này. Vậy đầu tiên chúng ta hãy cùng xem đoạn văn thân bài thứ hai đã đưa ra cái điểm tốt là gì. On the one hand, studying family history can be useful in maintaining good physical health.
Nghĩa là hoạt động này ở đây để giúp cho những cái người tham gia họ giữ được cái sức khỏe cho bản thân mình. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng nhìn sang công văn tiếp theo. Researching this helps to predict the risks for a range of diseases, including heart disease, diabetes, or cancer. Vậy chúng ta nhìn vào cái từ khóa ở đây, đó là predict, dự đoán. Dự đoán cái gì? Dự đoán the risks for a range of diseases, một loạt những cái căn bệnh khác nhau. Ví dụ ở đây chúng ta có heart disease, bệnh tim, diabetes, đó là bệnh tiểu đường, và thứ ba cancer, ví dụ như bệnh ung thư. Và tại sao lại làm như thế này? Chúng ta nhìn vào câu hỏi cuối cùng của đoạn văn thân bản đây. This is because basing on the family history, doctors can give sound advice to patients on how to avoid illnesses. Nghĩa là dựa trên lịch sử quá khứ của gia đình, người bác sĩ họ có thể đưa ra những cái lời khuyên cực kỳ bổ ích cho bệnh nhân của mình về cách phòng tránh những cái căn bệnh nào có thể nó di chuyển từ đời này sang đời khác. Đó chính là ý nghĩa của cái đoạn văn thân bản này ở đây. Nào chúng ta hãy cùng nhìn sang đoạn văn thân bản cuối cùng. Sau khi đã phân tích đoạn văn về những cái positive points, những cái điểm tốt của việc tracking family history, chúng ta hãy đến với đoạn văn thân bản cuối cùng, nói về những cái negative points hay là những cái disadvantages của cái hoạt động này. Chúng ta hãy cùng nhìn vào topic sentence, câu chủ đề đầu tiên. On the other hand, there are some disadvantages of tracking family history. Vậy mình hãy cùng để ý cho thầy cái từ nối ở đây giữa hai đoạn văn, đó là từ on the other hand. Trong một số trường hợp thường các bạn rất hay sử dụng sai cái cụm từ nối này. Ví dụ như mình đọc ở đoạn văn trước đúng không? Chúng ta có từ on the one hand nghĩa là ở mặt này. Bây giờ thì on the other hand là đến mặt còn lại. Thì khi chúng ta dùng hai cụm từ này đi với nhau trong một bài, nó đang phải cùng nói đến cùng một topic cụ thể, cùng một cái vấn đề. Thế còn nếu các bạn đang nói đến hai chuyện nó không liên quan đến nhau cho lắm thì chúng ta hoàn toàn không được sử dụng cái cụm từ này. Và tiếp tục trong câu văn ở đây, chúng ta thấy người ta sử dụng cấu trúc there are. Đây là một cấu trúc rất là căn bản. Và thường các bạn nếu muốn điểm ngữ pháp của mình lên được trên bền 6 thì chúng ta nên tránh sử dụng cái cấu trúc này ở đây. Và mình để ý cho thầy đi với cấu trúc there is, there are thì luôn có những cái danh từ đằng sau đúng không? Và đây là some disadvantages. Vậy để tránh sử dụng cấu trúc there are, cách đơn giản nhất là mình đưa cái danh từ chính của câu văn đó lên làm subject, lên làm chủ ngữ của câu văn luôn. Vậy chúng ta có thể sửa lại câu văn này như sau. Some disadvantages can be found when tracking family history. Và cách đơn giản mình đưa cái danh từ đó là những cái sự bất lợi, những cái điểm không tốt ở đây lên làm chủ ngữ là chúng ta đã nâng cấp được cấu trúc câu văn này từ một cái câu văn có thể chỉ mới đang ở mức bên điểm 6, mình có thể lên được bên điểm 7 rồi. Vậy tiếp tục với câu phần số 2 chúng ta sẽ có gì? Some people may waste too much time and money on this activity without realizing that we are living in the present time and the future is a more important concern. Trước tiên chúng ta cùng xem ý nghĩa của câu văn này là gì đã. Một số người họ có thể tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc vào cái hoạt động này ở đây mà không nhận ra rằng without realizing we are living in the present time, nghĩa là chúng ta đang sống ở trong thời gian hiện tại. And the future is the most important concern, nghĩa là cái tương lai mới là cái mối quan tâm quan trọng nhất ở đây. Vậy chúng ta để ý cho thầy, cấu trúc câu văn này là một câu văn tương đối dài và mình đang sử dụng một số mệnh đề phụ và đứng đằng sau cái từ that. Mệnh đề chính đầu tiên đó là waste too much time and money. Và thường một số bạn khi đưa ra giải thích cho cái câu chủ đề, các bạn chỉ đưa ra có đúng một cái câu đơn, có thể dừng lại ở wasting time and money on this activity. Và cái lý giải thêm phần sau có thể các bạn lại tách thành một câu đơn nữa, đó là because we are living in the present time and the future is the most important. Vậy nhớ cho thầy, thực ra với những cái lý do mà nó đi liền với nhau, chúng ta có thể nối nó lại vào cái tương tác ở đây. Và những cái mệnh đề phụ như vậy sẽ giúp cho các em có được những cái câu phức, những cái complex sentence mà chúng ta cải thiện được phần điểm grammar hơn. Đó là câu văn số 2 của đoạn văn thân bản ở đây. Và chúng ta sẽ đến câu văn cuối cùng. Moreover, it may also reveal unpleasant facts that one would regret knowing. Mình hãy cùng nhìn vào cái từ nối ở đây nhé. Đó chính là từ moreover.
Thường các bạn rất hay quen miệng chúng ta thêm cái từ moreover vào trong những cái bài speaking, và từ đó mình đưa luôn cả vào bài writing của chúng ta. Nhưng trên thực tế cái từ moreover này không phải là một từ khóa academic cho lắm, mà thay vào đó chúng ta hãy sử dụng từ furthermore, và một cái từ khóa dài hơn. Thì như thầy thường những cái từ nó là dài là những cái từ academic, nó có tính chất học thuật hơn rất là nhiều những cái từ ngắn. Và cái câu văn này nó đưa ra thông tin gì? Đó là chữ reveal, nó tiết lộ unpleasant facts, những cái điểm chưa được hay ho lắm trong cái quá khứ của gia đình ở đây. Và đằng sau chúng ta sẽ thấy cấu trúc that one would regret knowing. Thường một số bạn khi thêm cái thông tin thì các bạn lại thêm tách nó thành những cái câu đơn giống cái trường hợp vừa nãy thầy phân tích. Và ở đây người ta đã đưa ra một cái cách xử lý khác, đó là sử dụng một apposition, một cái ngữ động vị trong cả cái mệnh đề that one would regret knowing, mà một người họ có thể nối tiếc đã tìm ra cái thông tin này, đã biết được đến cái thông tin này. Và cái ngữ động vị này trong một câu văn nó có chức năng đấy là giải thích cho một cái danh từ đứng ở trong câu, và cụ thể trong câu này chính là từ phản. Vậy với những cấu trúc, ngữ pháp và một số linking words đã phân tích ở đoạn văn thân bản này, thầy hy vọng các em sẽ có một cái phần thân bản chúng ta được cải thiện hơn rất là nhiều so với những cái bài từ trước đến nay chúng ta hay viết. Bây giờ chúng ta cùng đến với đoạn văn cuối cùng trong một bài văn, đó chính là phần conclusion, phần kết luận. Và với đề này chúng ta hãy nhìn cho thầy nhé. Câu văn đầu tiên là gì? In conclusion, it can be said that there are many motivations for studying family history. Chúng ta có nhận thấy những cái từ khóa đã được sử dụng ở trong câu đầu tiên của đoạn kết luận này có gì khác so với những từ khóa chúng ta dùng từ đầu giờ không nhỉ? Đúng rồi, đó chính là một số từ khóa đã được paraphrase lại. Ví dụ chúng ta có từ motivations, đây chính là những cái lý do, những cái động lực giúp cho mọi người studying family history, đi tìm hiểu về lịch sử của gia đình. Một số bạn khi viết cái phần bản văn kết luận này thường hay cảm thấy rất là lười, hoặc chúng ta đã đến cuối bài rồi mình không còn nhiều thời gian nữa nên vội vã sử dụng những cái keyword đã có ở phần mở bài trong phần thân bản để đưa luôn vào câu văn đầu tiên trong phần kết luận nhằm mục đích là tổng hợp lại toàn bộ thông tin. Nhưng nhớ cho thầy, dù cái đoạn văn kết luận thì người chấm bài họ cũng sẽ đánh giá chúng ta về cách sử dụng từ vựng, hay gọi cách khác đó là về tiêu chí lexical resource, mình sử dụng từ vựng có linh hoạt hay không và có nhiều cái từ ngữ khác nhau để thể hiện cùng một ý hay không. Vậy nhớ cho thầy cái điểm chú ý đầu tiên, đó là tuyệt đối không nên tập lại toàn bộ những cái keyword mà mình đã dùng ở những cái đoạn văn trên. Đối với phần conclusion, chúng ta chỉ cần thay đổi một vài từ mà thôi. Và ở đây tiếp tục sẽ có một câu văn thứ hai. However, people should not develop an obsession for it and waste too much time and energy on it. Nghĩa là gì? Ở đây chúng ta có cụm từ develop an obsession. Cái này nghĩa là một người họ quá là chú tâm hay là quá bị ám ảnh bởi một việc nào đó. Và thứ hai, waste too much time and energy on it, nghĩa là chúng ta thấy cái từ time cũng được lặp lại giống ở trên đúng không? Nhưng người ta sẽ không lặp lại cái từ money nữa mà có thể thay bằng energy, nghĩa là dành quá nhiều thời gian và sức lực vào đây. Thì về mặt ý nghĩa thể hiện thì cũng không khác gì nhiều so với đoạn văn thân bài chúng ta đã nêu ra phần cuối cùng. Vậy thì nhớ cho thầy, ở phần kết luận chúng ta cố gắng tránh cái việc là các bạn đưa ra những cái opinion bên ngoài, những cái ý kiến cá nhân mà nó không trực tiếp liên quan tới bài viết, hoặc nó không xuất hiện từ đầu đến giờ mà tới phần kết luận tất nhiên chúng ta lại đưa vào. Và làm như vậy thì sẽ gây ảnh hưởng đến phần điểm nào, chính là về mặt task response, nghĩa là chúng ta sẽ xem từ phần mở bài, từ phần introduction cho đến phần body, phần thân bản và đến phần kết luận, các ý của em nó thống nhất lại thành một thể với nhau hay không, và không ý nào nó đi chật ra ngoài vấn đề cả. Rồi đó chính là phần chốt lại kết luận cuối cùng cho bài văn ngày hôm nay của chúng ta. Và các em nhớ, với mỗi bài văn mẫu chúng ta hãy take note lại, có thể trong quyển vở từ riêng của mình, những cái từ khóa quan trọng mà các em có thể sử dụng trong những cái topic liên quan, và đồng thời đó là những cái cấu trúc ngữ pháp, những cái grammatical structure mà thầy đã hướng dẫn xuyên suốt cả bài học ngày hôm nay, thì chúng ta có thể áp dụng trong rất nhiều bài văn khác trong tương lai mà các em có thể gặp phải. So good luck and see you next time in our next lesson on the IELTS writing.